Đồng hồ cơ chân sao Lobon Collection đến từ Nhật nha cả nhà, nguyên hộp luôn nha. Đó, đây. Đó, hộp sổ sách đồ đầy đủ. Và em nói đây cả nhà, size của nó là 42 nha. Chạy cơ chế là 6 kim chân sao thứ ngày tháng nha. Đó, đây là đồng hồ cơ automatic lộ máy nha. Tất cả đều nguyên rin. Mấy cái lỗ nè. Đó. Nói chung là như mới luôn nha cả nhà. Đáy xoáy nha, thép 316L không rỉ nè. Đó, bấm nhanh qua, có hai nút bấm, một cái bấm nhanh qua thứ, cái bấm nhanh qua tháng, còn ngày thì mình chỉnh thôi. Còn đây là kim 24 giờ và cũng là có cái ô chân sao ở đây đó, 6 kim nung nha, nung xanh, có cả cốt tay cho cả nhà luôn. Đây. Đây mình rút ra một nấc và mình chỉnh ngày nha. Còn hai cái nút này là bấm nhanh qua tháng, bấm nhanh qua thứ rồi. Đó, còn đây chân sao nè cả nhà. Chân sao ngày luôn nha. Đó, mặt chân lên nè. Đó thì ví dụ 12 giờ nè, cái kim 24 giờ nè. Đó nó xác định cho mình ban đêm và ban ngày cả nhà. 24 giờ. Đó. Đây, ví dụ 6 giờ sáng đi. Đó, 6 giờ sáng mặt mặt trời chuẩn bị lên nè. Dây của nó nè, rất rất đẹp luôn, khóa nè. Nguyên rin luôn, phun bóc nha, giá cực kỳ yêu luôn. Dưới 2 triệu là có thôi cả nhà. Lên tay rất là sang nha, mặt trắng thanh lịch, cọc số là La Mã. Đó. Chạy mấy con này là chạy là full chuẩn cho anh em luôn, 6 kim chân sao thứ ngày tháng. Đó. À, nấm rin luôn, rất là đẹp nha, sổ sách đồ đầy đủ, full box rồi, em mời cả nhà nha.